Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô nhưng cường độ nắng lại không cao, không khí lạnh kéo dài. Một số nơi còn xuất hiện mưa trái mùa khiến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị ảnh hưởng không nhỏ. Thời điểm này, thông thường diêm dân đã bước vào cao điểm thu hoạch muối. Thế nhưng ở năm 2023, nhiều ruộng muối tại Bà Rịa Vũng Tàu mới bắt đầu thu hoạch. Ông Huỳnh Văn Thuyết ở xã An Ngãi, huyện Long Điền có 2 hectare muối trải bạt. Đã qua giữa tháng 3 mà ông chỉ mới sản xuất được 3 lứa muối, thay vì mọi năm là 5 đến 6 lứa. Sản lượng muối cũng giảm 50%. Theo ông Thuyết, không khí lạnh kéo dài, cường độ nắng yếu khiến thời gian kết tinh muối kéo dài, năng suất muối giảm. Trong khi giá muối đang ở mức cao, 1.800 đồng 1 kg muối trải bạt so với cùng kỳ cao gần gấp đôi. Thì như hàng năm thì thời điểm này nó mới bắt đầu vụ à. So với các năm, tới thời điểm này người ta là 6-7 lần rồi. Muối truyền thống thời điểm này người ta phải 3 lần. Mà hiện nay muối truyền thống giờ này bắt đầu mới vô vụ mới được có một lần. Thành ra cái sản lượng của cái đồng muối của huyện Điền mình nó giảm, nó mới đạt chỉ có 10-15%. Không khí lạnh kèm theo sương muối, một số cơn mưa trái mùa khiến nhiều diện tích cây trồng đang thời điểm ra hoa cũng bị ảnh hưởng nặng. Vườn nhãn nghịch vụ của gia đình ông Trương Đình Nam ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc có đến 30% diện tích nhãn bị cháy hoa rụng nộ. Sản lượng nhãn cuối vụ dự báo giảm mạnh. Nói chung là nếu mà nói về cây nhãn Lâm Thuận thì nó dễ, còn cây nhãn Lâm Nghịch thì năm nay thời tiết rất là khó. Tại vì thời tiết nó lạnh nóng bấp bênh quá, nó thay đổi liên tục nên là làm cho cây nhãn không thể ra hoa được. Đó, như một số như vườn này đang làm là nó đã ra hoa rồi nhưng mà nó ngạn lạ rồi nó không ra, nó ngạn lạ rồi nó lại ra, nó sẽ ảnh hưởng tới cái năng suất. Nhiều diện tích sầu riêng tại huyện Châu Đức cũng bị rụng bông hàng loạt. Nếu năm nay thì cái mưa trái mùa thì nó không phải một đợt, nó 3 đến 5 đợt nè. Thì trong đó thì một lần mà nó trái mùa mưa thì mình phải dùng thuốc và mình tậu lại bằng hoa hay là mình kích cây. Thì đó thì nó ảnh hưởng đến cái cây và nó phải tốn kém. Nếu mà thời tiết thì nó thuận lợi thì mình đỡ cái tiền đó, đỡ cái công, hạn chế là mất mùa. Chứ mà không biết là mất bao nhiêu, chừng ở tầm đó đón 30%. Các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất. Ngành nông nghiệp khuyến khích nông dân đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để khắc phục, hạn chế những thiệt hại do thời tiết, biến đổi khí hậu gây ra.